Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với giải thưởng Bluebird Award năm 2017. Các bạn đang theo dõi video ra mắt top 20 sản phẩm lọt vào vòng chung kết của cuộc thi. Giải thưởng Bluebird Award là một giải thưởng nhằm vinh danh các cá nhân tập thể sáng tạo ra các sản phẩm trong lĩnh vực mobile game app. Giải thưởng năm nay đón nhận gần 200 sản phẩm dự thi đến từ hơn 100 thí sinh trên khắp cả nước. Trải qua vòng sơ kết, 40 sản phẩm góp mặt vào vòng bán kết đã có buổi trình bày trước hội đồng giám khảo vào ngày 14 tháng 10. Ngay sau đây, xin mời các bạn cùng điểm danh top 20 sản phẩm xuất sắc nhất và vào vòng chung kết của cuộc thi. Chung kết của cuộc thi. Tại vòng chung kết, các thí sinh sẽ nhận được tư vấn của hội đồng giám khảo để cải tiến sản phẩm. Sản phẩm sẽ được đánh giá thông qua hai tiêu chí: 30% cho chỉ số trên kho ứng dụng và 70% từ điểm chấm của hội đồng giám khảo tại buổi chung kết trao giải. Các bạn vui lòng truy cập trang web bbg.com.vn hoặc fanpage Bluebird Award để biết thêm thông tin chi tiết. Xin chào và hẹn gặp lại.